Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dâng nằm trong cánh tay của Ngài. Từ bốn phương trời rơi trẻ về đây, nâng cao bàn tay trong yêu thương giáp sao. Trái tim hồng cùng hòa lên tiếng hát, hát lên bạn ơi ta siết chặt vòng tay. Tương lai đang đón chờ ta, con tim tràn đầy sức sống, đượm ươm trong vườn giáo hội. Tình Chúa, tình người quyết không hề phai, từ bốn phương trời rơi trẻ về đây. Trong yêu thương gian dào, một trái tim hồng cùng hòa lên tiếng vang. Hát lên bạn ơi, ta siết chặt vòng tay. Ta đi mang vui mặn nồng, ta luôn nguyện là ánh sáng, cùng nhau ướp đời thêm mặn, tỏa sáng tình người đến cho mọi nơi. Từ bốn phương trời rơi trẻ trong yêu thương gian dào, một trái tim hồng cùng hòa lên tiếng vang. Hát lên bạn ơi, ta siết chặt vòng tay. Hôm nay ta đến hòm vui, bên nhau cùng vang tiếng hát, hòa chung vô điều lên đường, nguồn vui cho người ban nguồn từ đây. Trời rơi trẻ về đây, nâng cao bàn tay trong yêu thương gian dào, một trái tim hồng cùng hòa lên tiếng hát. Hát lên bạn ơi, ta siết chặt vòng tay. Tương lai đang đón chờ ta, con tim tràn đầy sức sống, đượm ươm trong vườn giáo hội. Tình Chúa, tình người quyết không hề phai, từ bốn phương trời rơi trẻ về đây. Nâng cao bàn tay trong yêu thương gian dào, một trái tim hồng cùng hòa lên tiếng vang. Hát lên bạn ơi, ta siết chặt vòng tay. Trong yêu thương gian dào, một trái tim hồng cùng hòa lên tiếng vang. Hát lên bạn ơi, ta siết chặt vòng tay. Hôm nay ta đến hòm vui, bên nhau cùng vang tiếng hát, hòa chung vô điều lên đường, nguồn vui cho người ban nguồn từ đây. Rơi trẻ về đây, nâng cao bàn tay trong yêu thương gian dào, một trái tim hồng cùng hòa lên tiếng vang. Hát lên bạn ơi, ta siết chặt vòng tay. Hát lên bạn ơi, ta siết chặt vòng tay. Hát lên bạn ơi, ta siết chặt vòng tay. Hát lên bạn ơi, ta siết chặt vòng tay.
Tuổi trẻ hôm nay sức sống tràn đầy theo bước
sống tràn đầy, ra đi sợ gì, điểm nguy là chi, tuổi trẻ hôm nay sương sống tràn đầy theo bước Giêsu đời luôn dâng thờ. Tuổi trẻ hôm nay sương sống tràn đầy, ra đi sợ gì, điểm nguy là chi. Rồi đẹp rồi. Lạy Chúa con đây, xin đến đem con đi vào đời. Lạy Chúa cho con làm nhân chứng ở khắp mọi nơi. Xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó, hành trang trên vai con mang theo lời Chúa. Này là đời con với sắc buồn xin giao ngày mai. Dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Cuộc sống bao nhiêu nhưng hiểm nguy rằng trên đường dài, Ngài biết thân con nhiều yêu đuối xa ngã nổi trôi. Xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó, hành trang trên vai con mang theo lời Chúa. Này là đời con với xác hồn xin giao ngày mai. Dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả tràn lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Từng bước con qua in dấu chân yêu thương tuyệt vời, Ngài vác trên vai đường theo Chúa có đáng ngại chi. Xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó, hành trang trên vai con mang theo lời Chúa. Này là đời con với sắc buồn xin giao ngày mai. Dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Này là đời con với sắc buồn xin giao ngày mai. Dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời con. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Xin cha dân bằng cuộc sống mến yêu phục vụ.
trọn một đời con xin hát bài tạ ơn và nguyện sẽ sống mãi tình hiến dâng. Yêu Chúa Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi đi làm công đồ cho Chúa. Đó là một ân huệ mà thầy Jesus vừa
đến cho chúng ta. Chúng ta một tràng vỗ tay để chào mừng cha. Trời cũng âm u, sáng trời nắng mưa, nhưng sau đó thì Thiên Chúa vâng trời. Buổi chiều khai mạc thì trời nắng rào, qua ngày thứ hai trời nắng rào, và ngày thứ ba hôm nay sáng thì trời có mưa nhưng mà không đáng kể. Tuy nhiên tôi lại thích thêm một niềm là Thầy Giêsu sẽ bảo vệ chúng ta. Và đúng như vậy, Thầy Giêsu cho chúng ta được điều hành trình thế nào bước vào cái hành trình đức tin của chúng ta thật là tuyệt đẹp. Và với một cái tinh thần hăng say nhiệt huyết của các anh sa mạc sinh, cũng như sự lưu tâm và sự chăm sóc của các sở hay là các người là các tư lý cũng như là hội đồng phục vụ, và bên cạnh đó thì có sự công tác của thầy tổ lý và hai sư tổ lý nữa. Chúng con thấy rằng đây là một điểm an vui và khích lệ cho chúng con. Hy vọng rằng tất cả các sa mạc sinh sẽ trở nên là những người quân tử đích thực của thầy Giêsu, nối gót thầy Giêsu để chăm sóc các em ở trong giáo sư là ngày này. Một đời là huynh trưởng xuân đời là huynh trưởng cho Chúa Kitô, đời là huynh trưởng ta là ánh sáng cho soi cho tất cả mọi người. Huynh trưởng là huynh trưởng cho Chúa Kitô, huynh trưởng ta là ánh sáng cho soi mọi người. Ta đi vào đời chưa bao giờ như một đại thiên chúa. Cảm ơn các anh cả, các anh thầy, các anh trưởng, trưởng hóa, trưởng thắng, cũng như tất cả các con sinh viên và mọi người cộng tác vào để chúng ta có một cái tuần rất là đặc biệt. Chúng ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên cả, và người ta không hiểu chúng ta đang làm gì. Đó là cái thông điệp mà chúng ta bật mí cho thời gian ngày hôm nay. Với tư cách là cha xuyên lý, cha hiện lòng cảm ơn tâm tình của các con. Có lẽ cái mệt mỏi, những vất vả của các con, Chúa sẽ giúp các con trưởng thành hơn trong đời sống nhân bản, đời sống tu đức và đời sống đức tin. Giờ đây xin Chúa đối với tất cả chúng con lại một lần nữa, rồi tiếp tục chúc lành cho tất cả tình huynh đệ của chúng con. Và giờ đây xin Chúa thành hóa của ăn của uống mà Chúa đã cho chúng con hưởng dụng về lòng từ bi của ban cho chúng con. Xin Chúa trả công cho những người đã vất vả vượt vì bữa ăn cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.